câu chuyện này ha. À, kính thưa quý vị, câu chuyện này đó, đó là cái bài kệ này đó, Đức Phật nói cho ông Cấp Cô Độc, nói cho ông Cấp Cô Độc. Quý vị nhớ trong kinh đó, nó có hai người nổi tiếng. Người bên 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 nữ đó, tính nữ nữ tính thí đó là bà Visakha. Bà là một đệ tử rất là giàu có, rất là kính trọng Đức Phật. Còn bên nam á, thì có ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc, quý vị nhớ câu chuyện ngài Cấp Cô Độc và ông Thái tử Kỳ Đà. Thì ông Cấp Cô Độc này nè, ông ta khi mà ông ta gặp được Đức Phật á, thì ông ta nghe được Đức Phật thuyết pháp thì ông ta rất là kính trọng, rất là kính trọng là Chư Tăng. Thì cho nên đó, ông ta phát một cái nguyện mua đất lập chùa để cho Đức Phật và Chư Tăng ở, rồi về truyền bá giáo pháp. Thì ông Cấp Cô Độc này ông là rất là giàu có quý vị. Thì ông thấy một cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà rất là đẹp, mà cảnh đẹp, cây đẹp. Thì ông ta mới đến hỏi Thái tử Kỳ Đà để mua cái miếng đất đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà này, ông nghĩ ông này giàu cỡ nào mà dám tới hỏi mua đất của ta không? Tại vì đây là một cái công viên rất là đẹp. Thì ông Thái tử Kỳ Đà đó, ông mới nói rằng nếu mà ông trải vàng tới đâu á thì ta bán tới đó. Vì thấy ha, rất là người người giàu á, nói cái kiểu rất là sang ha. Thì không ngờ ông Cấp Cô Độc này đó, ông về ông cho người lấy vàng á, trải cái gì, trải trải trên cái miếng đất của ông Thái tử Kỳ Đà đó, thì trải rất là nhiều, rất là rộng. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông mới giật mình, ông hỏi ông mua đất để làm gì dữ vậy. Thì ông Cấp Cô Độc ông mới nói rằng tôi mua đất để tôi lập chùa, để thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ở, để truyền bá giáo pháp. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông tò mò, ông hỏi Đức Phật là ai. Thì Cấp Cô Độc ông nói Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý, giác ngộ chân lý tứ diệu đế, ngài thoát khỏi tam giới, không có còn sinh tử luân hồi lại nữa. Thì lúc này đó ông Thái tử Kỳ Đà đó, ông có cái lòng tin, thì ông mới nói được rồi, thôi thì cái đất mà ông đã trải vàng rồi đó thì cái đó nó thuộc về của ông, còn cái phần mà cây đó, những cái cây cổ thụ, những cái cây, những cái gốc, tại vì những cái cây lớn đó mình không có trải vàng được quý vị. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông nói thì cái phần cây á thì tôi sẽ dâng cúng cho Đức Phật đó. Thì từ đó ông Cấp Cô Độc ông mới mua được miếng đất, rồi ông mới xây lên cái thiền đường tăng xá, rồi thì chỗ ở cho, tức là nhà bếp rồi đó, đại khái vậy đó. Thì rồi sau đó dâng cho Đức Phật, Đức Phật Chư Tăng ở đó để mà hoằng dương giáo pháp. Cho nên từ đó nó có cái tên là kỳ viên, kỳ viên tịnh xá là như vậy đó. Kỳ viên là kỳ là tên của nè, viên là cái công viên của ổng đó. Thì đất á, được ông Cấp Cô Độc cũng mua dâng cho Đức Phật ha. Còn cây á, thì do Thái tử Kỳ Đà. Thì thưa quý vị nè, khi mà ông Thái tử xin lỗi, ông Cấp Cô Độc á, ông lập lên cái kỳ viên tịnh xá dâng cho Đức Phật á, thì hàng ngày ông Cấp Cô Độc này đó với lại ông bà, với bà Visakha thường xuyên dâng cúng vật thực đến cho Chư Tăng và Đức Phật ở đây. Rồi mỗi ngày đó được Đức Phật
giảng dạy giáo pháp ha, dạy đạo đó, thì ông cấp cô độc này nè, ông có hai người con gái, thì hai người con gái này cũng rất là thương kính mẹ, xin lỗi, thương kính cha mình, rồi cũng có niềm tin nơi Đức Phật, hàng ngày giúp đỡ cha cúng dường Đức Phật. Thì hai đứa con gái nghe kinh đó, nghe nghe lời Đức Phật dạy thì cũng đắc đạo quả. Thì cái cô đó, thì đắc được thánh thứ ba ha, ông cấp cô độc đó, với lại người con gái lớn đó, thì đắc thần thánh thôi. Thì người con gái thứ ba này nè, con gái út của ông cấp cô độc này nè, thì cô ta lâm bệnh. Thì khi mà lâm bệnh đó, sắp chết đó, thì cô nói với lại ông cấp cô độc đó, là thôi chị đi trước nha, em ở lại đi sau đó, em ở lại tu hành tinh tấn, đi trước, chị đi trước. Thì ông cấp cô độc ông lấy làm lạ, ông nói ủa con gái mình được Đức Phật khen đắc đạo quả thần thánh thứ ba mà sao chết trước khi lâm chung, với lại nói sản mê sản. Thì ông cấp cô độc mới hỏi Đức Phật, tại sao con gái con nó nói con như vậy. Nó nói chị đi trước em mới lại đi sau ha, em cố gắng tu hành tinh tấn. Thì Đức Phật mới mới thì mới nói là không không có mê sảng đâu, con gái ông rất là tỉnh táo sáng suốt. Ý nó nói nó là chị đó, bởi vì nó đắc được thần thánh thứ ba. Còn ông cấp cô độc đó, mới có thần thánh thứ nhất à đó, cho nên làm em ha, chứ không có mê sảng gì cả. Rồi sau đó đó Phật nói cái bài kệ này lên cho ông cấp cô độc nè, và cũng là dạy cho chư tăng luôn. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui do làm thiện, ta sanh sanh cõi trời vui hơn đó. Thì ý Đức Phật muốn nói là cái người con gái của ông cấp cô độc này nè, sống đời có đức tin nơi Đức Phật, nơi Tam Bảo, rồi làm việc thiện, bố thí, cúng dường trai tăng, rồi giữ giới, rồi tu tu hành tinh tấn, tức là tụng kinh niệm Phật, hành thiền định thiền quán, đắc đạo quả đó. Thì cái bài kệ này nè, Đức Phật nói cho ông cấp cô độc, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, do ta làm thiện sẽ vui hơn. Rồi như vậy thì tóm tắt được cái bài kệ hôm nay là như vậy. Bây giờ sư thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, bây giờ kính mời một vị lên thọ tam quy ngũ giới, rồi kính thỉnh tỳ kheo huy niệm truyền giới luôn nhé. Ai đây, ai xung phong đây? Rồi, cảm ơn cô Từ Mẫn. Dạ, Nam mô Bố Thầy, Nam mô Đàm Ma Dạ, Nam mô Sàng Cà Dạ. Dạ, con là Từ Mẫn, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính lễ sư Huy Niệm và quần sư Thanh Tâm cùng cô Khe Ma và quý Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc Thọ Tam Quy Ngũ Giới ạ. Ukasa ma văn phần tê quy sung kha nặc tha dạ ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dâm bị ma danh phần tê quy sung rắc kha na dạ ti sa ra nê sa ha kha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để được hành theo cho được sự ích lần thứ nhì. Tati yam bi ma yang phan te quy sung
rằng kha nặng tha dạ tỳ sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con xin trao mai. Dạ, con xin thỉnh bàn tay của sư quy niệm. Dạ, con xin trao mai lại cho sư. Dạ, mô Phật. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con xin đem lòng thành kính xin quy Phật. Con xin đem lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đúng tị dâm với Buddhang saranang gacchami. Đủ tị dâm với tham măng saranang gacchami. Đủ tị dâm với sang khăng saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con xin con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tí xa ra mắt đã hành năng phá định quân năng phát quy y tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ti pata brahmani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng những điều học là của yến sa sinh sát sanh. Adinna dana brahmani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng những điều học là của yến sa sinh trộm cắp. Kame sumit cha cha ra brahmani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự học là của ý tánh xa sĩ tà dâm. Múc xa hoa đa vê ra mani sĩ ca ba đăng sạc ma đi gia mi.
con xin vâng những điều học là tuổi tránh xa sự nói dối. Sura mera ya machat tapma dakana vedamani sikkapadang samadhyami. Con xin vâng những điều học là tuổi tránh xa sự dễ dụng và các chất say. Sư truyền xong phần năm giới rồi, không biết bên đó quý vị không có nghe à? Chắc cô Trần Đạo cổ đã bị rớt mà. Thôi được rồi, sư lặp lại một lần nữa rồi xong, nếu như không có ai cầm mai thì mỗi vị chúng ta cũng tự coi như là phát nguyện, là mình nghĩ trong tâm á, cũng được xem như là mình thọ trì năm giới. Adinna dana vedamani sukhapadang samadhiyami. Kame sumicha chara vedamani sikapadang samadhyami. Muksavada vedamani sikapadang samadhyami. Sukramera ya macha pamadakana vedamani sikapadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ima ni pancha sikha pada ni satukang katwa apamade nani chakalam sama rakitapang. Chúc quý vị sau khi đã thọ trì giới nơi tam bảo thì cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch chẳng nên dễ vui. Sile nasugatin yanti, sile nakhoga sambada, sile naniputin yanti, tasma silam vichotaye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cớ đó quý vị hãy thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ.
Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con nguyên trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính con kính chào đạo tràng. Dạ con mới vô con không biết là dạ quý vị nào có là cô chú nào mà là, mình lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới. Con xin mời vị đó cầm bích để sám hối Phật Pháp Bảo Tăng ạ. À. Dạ con kính mời. Dạ con không biết là nãy ai đang lễ bái Tam Bảo ạ. À. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ. À. Hello. Dạ rồi. Dạ dạ mời chị Từ Mẫn ạ. À. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con Từ Mẫn, con xin sám hối là tại vì cái mạng nó rớt nửa chừng bây giờ. Dạ, tiếp tục đọc sám hối Phật Pháp Tăng. Dạ cảm ơn Nguyên Trang. Ut ta mang ghe na quan đề hăng ba đa băng sung qua rút ta mang bụn thề vô kha li tô đô sô Bụt thô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ut ta măng ghe na quanh đề hăng đầm manh cha đu vi hăng hòa răng đầm mê vô kha li tô đô sô Đam mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội tiếp tục con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ôn ta măng ghê na quanh đề hăng sẵn hành chao đu vi thôn ta măng sẵn khê vô kha li tô đô sô Sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con dâng bích lại cho đạo tràng điều khiển chương trình. Dạ con kính xin bàn tay sư Huy Niệm. Dạ mô Phật, con xin xuống bích. Dạ Nam mô Bụt Tha giá. Dạ không biết đạo tràng có nghe âm thanh của con không ạ? À? Dạ cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ con nghĩ là sư Huy Niệm. Ồ con thấy sư vô rồi. Dạ con kính cung thỉnh sư Huy Niệm cầm mic ạ. Dạ. Dạ không biết sư Huy Niệm có nghe được âm thanh. Dạ sa thú con kính gửi mic lại cho sư ạ. À.
Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Bây giờ quý vị cho sư biết quý vị có nghe rõ hay chưa? Nãy sư tắt cái mic để mà kéo cái máy lại gần nói trực tiếp vào, mà sao cũng ngộ nha. Cái mic mà để sát miệng mà đôi khi nó lại nói không có rõ bằng sư để không nói trực tiếp vô máy. Không biết sư nghe nhiều người Phật tử nói là sư nói không như vậy đó, nó rõ hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bây giờ quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, sau đó mình sẽ đi tiếp theo cái phần bài học. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, trong tuần trước chúng ta đã đi vào cái phần đầu tiên của việc nói về những sự liên hệ trong quá khứ giữa hai nhân vật, đó là ngài Đại Đức Nagasa và Đức Vua Milinda. Ở trong phần này thưa quý vị, chủ yếu đề cập đến những duyên sự tiên khởi từ việc mà Đức Vua xuất hiện ở trong thế gian lúc bây giờ. Đã có những câu hỏi làm khó những vị sa môn và bà la môn khác, kể cả các sư tỳ khưu trong thời điểm đó. Và việc vị thiên tử là tiền thân của ngài Nagasena lúc bấy giờ đang ở cõi trời, và vị ấy đã được sự thỉnh mời của sư tỳ khưu tăng. Sau đó đã cùng với Đức Thiên Chủ Sakka đi đến và yêu cầu vị thiên tử có tên là Mahasena tái sanh xuống cõi nhân loại để mà làm cái công việc giải đáp những cái câu hỏi của Đức Vua Milinda. Trong tuần vừa rồi chúng ta đã thông qua phần chánh văn từ đoạn số 1 đến đoạn số 11 rồi. Và sư cũng đã nói với quý vị là lý do tại sao chúng ta sẽ sinh hoạt hai phần, cũng theo ba phần. Thứ nhất là chúng ta thông qua phần chánh kinh, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị
về ý nghĩa ở trong phạm vi của phần chánh kinh mà chúng ta học ngày hôm đó. Và cuối cùng còn lại một ít thời gian cho chúng ta giải bày những cái thắc mắc hay những cái nghi vấn. Và sư đã làm mẫu thử tuần trước rồi, thì ở trong lớp học mình không biết quý vị ở đây ai có cái bản tài liệu mà của ngài in đá trên đá hay không, bởi vì chúng ta sẽ xài cái bản dịch đó để mà chúng ta học. À, nếu mà cô Nguyên Trang cũng như cô Nguyên Như hoặc là các vị có thì quý vị có thể cùng nhau, chúng ta có thể cùng nhau, mỗi vị sẽ đọc cái phần chánh văn. Nó rất có lợi ích cho quý vị. Đối với sư thì sư ở bên đây sư có tài liệu, sư muốn đọc lúc nào sư đọc. Nhưng là những vị mà chưa có được tiếp cận với cái bộ kinh này á, thì các vị nghe cái phần chánh văn các vị sẽ hiểu được rõ ràng hơn. Rồi bây giờ thì nếu mà như vậy thì cô Nguyên Trang đi, hay là cô Nguyên Như hôm nay sẽ đọc từ đoạn số 12. Đoạn số 11 tức là ngài Rohana, ngài đã bị chư tăng quả phạt vì do không có mặt ở trong hội chúng, trong lúc hội chúng đang bàn luận về cái việc thỉnh cầu vị thiên tử hạ phàm để mà tiếp độ vua Milinda. Và đó là đoạn số 11. Bây giờ mình sẽ đọc từ đoạn số 12. Sẽ đi. Để coi cho cái thời gian nó phải lẽ. Mình đọc từ đoạn số 12 tới đoạn số 19 thôi. Số 19 thôi. Tới đó vừa phải lẽ với cái sự việc và cũng như vừa phải lẽ với cái thời gian của mình sinh hoạt trong một buổi. Rồi bây giờ thì sư xin mời khoan sư coi nha. Rồi đúng rồi đoạn số 12, xa thú. vậy thì ở đây quý vị, ở đây trong lớp học chúng ta, quý vị có nếu như mà chuẩn bị được cái bản chánh văn đó thì chúng ta nên chuẩn bị, hoặc là những người Phật tử nào đó muốn học mà không có thì chúng ta có thể share cho nhau qua những cái tài liệu ở trên mạng á, trong cái trang web của Đức Giác Nguyên cũng có. Hôm bữa sư thấy Nguyên Như nói là trong đó có. Rồi bây giờ sư đúng rồi từ đoạn này trở đi, vậy là nó cũng trùng khớp với lại cái phần ở trong tay sư cầm, bởi vì sư không có xài tài liệu trên mạng, sư hay đọc sách thôi, đọc trên mạng một xíu mắt mình nó mệt lắm. Rồi bây giờ mời quý vị nha. Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Hy Niệm, kính lễ cô tu nữ Khê Ma, và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc phần chánh văn ạ. Và không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ nếu nghe được âm thanh của con, cho con xin tín hiệu. Và cảm ơn Xích Liên Hoa, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn Xích Châu Nguyễn, và cảm ơn chị Tường Mẫn. Và con xin đọc 12. Đại Đức Rohana cũng đã đồng ý rằng lành thay thiên tử Maha Sena sau khi từ thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp nối tái sanh trong bụng người vợ của bà La Môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối, tái sanh. Các vật dụng, chiến đấu đã phát lên ngọn lửa. Trái cây đầu mùa chín tới, có đám mây lớn
và đổ mưa. Về phần Đại Đức Rohana, kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối tái sanh của vị thiên tử, trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm, 10 tháng, đã không nhận được một muỗng cơm hay là một vá canh, hoặc là sự đảnh lễ, sự chắp tay hay là hành động thích hợp. Dầu là một ngày, khi ấy Đại Đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc, dầu là chút ít lời nói, thầy ông hãy đi đi, cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã đến hạn kỳ 7 năm 10 tháng, vào một ngày nọ, Xích Liên Hoa post tiếp không? Xích Liên Hoa thì Nguyên Trang chờ ha. Tại Nguyên Trang chưa có mở máy lên. Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà chúng tôi chưa? Dạ kính sư Huy Niệm, khi mà sư cần con ngân á, để sư giảng thì sư cho Nguyên Trang cái bông hoa để Nguyên Trang biết Nguyên Trang ngân nha. Dạ kính bạch sư. Dạ con xin đọc tiếp ạ. Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã đi đến. Vậy có phải ông đã nhận được cái gì không? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã nhận được. Mười ba, người Bà La Môn với tâm ý hoan hỷ đã đi về nhà và hỏi rằng mấy người đã cho vị xuất gia ấy vật đó phải không? Chúng tôi đã không cho bất cứ vật gì. Vào ngày kế, người Bà La Môn đã ngồi ngay tại cửa nhà nghĩ rằng hôm nay ta sẽ bẻ vị xuất gia việc nói dối. Vào ngày kế, vị trưởng lão đã đến tại cửa nhà của người Bà La Môn. Sau khi nhìn thấy vị trưởng lão, người Bà La Môn đã nói như vậy: hôm qua ông đã không nhận được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mà lại nói là đã nhận được. Không biết Liên Hoa có post được nữa không? Dạ Liên Hoa. Ủa chị không thấy em. Đúng rồi, Nguyên Trang chỉ thấy có tới đó thôi. Nhiều khi cái bo top nó không cho mình post á, nó chỉ cho mình copy vài cái thôi à, chưa có thấy bài. Dạ kính sư, sư có thể giảng phần này không sư? Con đang mở. Con để con đọc tiếp. Hôm qua ông đã không nhận bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mà lại nói là đã nhận được. Chẳng lẽ nói dối là thích đáng đối với các ông hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng: này ông Bà La Môn, trong 7 năm 10 tháng chúng tôi đã không nhận được ở nhà của ông dầu là chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Còn hôm qua tôi đã nhận được chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi, vì có liên quan đến chút lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế. Người Bà La Môn đã suy nghĩ rằng những người nhận được dầu là chút ít lời nói nhã nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là
chúng tôi đã nhận được. Thì sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại ca tụng? Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố thí một muỗng cơm và phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng Ngài sẽ nhận được vật thực này vào mỗi lúc. Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão trong khi đi đến, người Bà La Môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. Vị trưởng lão đã nhận được lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày sau khi làm phận sự về thọ thực, trong khi từ giả, vị trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. 14. Quả nhiên, đến hạn kỳ 10 tháng, người nữ Bà La Môn ấy cũng đã sanh ra người con trai. Tên của bé đã là Nagasena. Đứa bé từ từ lớn lên và đã sanh được 7 năm. Khi ấy, người cha của đứa bé trai Nagasena đã nói với đứa bé trai Nagasena điều này: "Này Nagasena, thương, con cần phải học các môn học ở trong gia tộc Bà La Môn này. Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở trong gia tộc Bà La Môn này? Này Nagasena, thương, ba bộ vệ đà gọi là các môn học. Các học thuật còn lại gọi là học thuật. Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học." 15. Sau đó, người Bà La Môn Sonuttara đã trao 1.000 đồng và phần đương của vị thầy cho người thầy giáo Bà La Môn, rồi cho xếp cái giường nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, rồi đã nói với người thầy giáo Bà La Môn điều này: "Thưa vị Bà La Môn, thầy hãy cho đứa bé trai này đọc tụng chú thuật. Này bé trai thương, như thế thì con hãy học các chú thuật." Rồi người thầy giáo Bà La Môn đọc tụng đối với đứa bé trai Nagasena. Chỉ với một lần đọc thì ba bộ vệ đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo được nắm bắt, khéo được xác định, khéo đắc ý. Chỉ cần một lần, kiến thức về ba bộ vệ đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với phân tích và truyền thống là thứ năm đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn phạm và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng của bậc đại nhân. 16. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này: "Cha yêu quý, ở trong gia tộc Bà La Môn này còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi?" "Này Nagasena thương, ở trong gia tộc Bà La Môn này không còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, chỉ chừng này là cần phải học thôi." Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiểm tra của người thầy giáo, đứa bé trai Nagasena đã từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách về cuộc sống trong thời gian qua, đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi suy xét phần đầu, phần giữa và phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lõi
dầu là chút ít, phần đầu, phần giữa hay phần cuối, nghĩ rằng các bộ vệ đà này quả là rỗng không, các bộ vệ đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi, thiếu đi cốt lõi, nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ. 17. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Rohana ngồi tại trú xứ Wataniya đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đứa bé trai Nagasena, nên đã quấn y, trùm y, rồi cầm lấy bình bát, và y biến mất ở trú xứ Wataniya, rồi hiện ra ở phía trước ngôi làng Bà La Môn. Cá chanh gá la, đứa bé trai Nagasena đứng ở cánh cổng ra vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy Đại Đức Rohana và đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ nghĩ rằng có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó. Thưa ông là ai mà cạo đầu mặc y cà sa như vậy? Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia? Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm, xấu xa. Này cậu bé, với điều ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia. 18. Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như tóc của những người khác? Này cậu bé, sau khi nhìn thấy 16 điều vướng bận này, ta đã cạo bỏ râu tóc thành bậc xuất gia. 16 điều gì? Sự vướng bận về trang điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về sức dầu, sự vướng bận về gội rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc hari tá cá, sự vướng bận về thuốc cha má lá cá, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về bội. Sự vướng bận về buộc tóc. Sự vướng bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc, sự vướng bận về cháy rận. Khi các sợi tóc bị rụng, nhiều người buồn rầu, vãn rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong 16 điều vướng bận này, loài người sao lãng tất cả các học thuật vô cùng tinh tế. 19. Thưa ông, vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không giống như các vải quàng của những người khác? Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp được nương vào lòng ham muốn và các biểu hiện của hàng tại gia, những lo sợ nào đó được sanh lên vừa vải vóc, những điều ấy không có ở việc mặc vải cà sa. Vì điều ấy mà ngay cả các vải quàng của ta cũng được giống như các vải quàng
của những người khác. Thưa ông có biết cái gọi là các học thuật? Này cậu bé, có chứ, ta biết. Các học thuật, chú thuật, hạng nhất ở thế gian ta cũng biết. Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không? Này cậu bé, được chứ? Có thể, nhưng thế thì ông hãy ban cho tôi đi. Này cậu bé, không phải lúc, chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. Dạ con đã đọc hết phần 19. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho sư Huy Niệm để sư giảng dạy bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin xuống nước ạ. Rồi, xa thú lành thầy. Ok. Sư thấy chúng ta sinh hoạt theo cách thức này rất là hoan hỷ. Nó đạt được nhiều những cái yếu tố lắm. Thứ nhất là chúng ta sẽ chia sẻ được cho những vị mà không có tài liệu ở cái phần chánh văn nguyên bản của tập kinh này. Thứ hai là mình cũng dễ dàng mình hiểu được cái tình huống mà chúng ta sẽ học trong ngày á. Cho nên và sư sẽ có cái nhiệm vụ là sư sẽ phân đoạn ra ở những cái phần mỗi ngày, chúng ta học cho nó vừa phải với cái thời gian, nó không có bị lấn sang cái ý nghĩa của cái đoạn khác, mà nó cũng không có dễ dở ngương. Cho nên cái việc phân đoạn quý vị cứ để được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ở trong phần duyên sự này á, thưa quý vị, sư thấy có 4 điểm mà chúng ta thảo luận với nhau sẽ hiểu được thêm cái sự lợi ích. Điểm thứ nhất đó là vốn ở trong cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta, thưa quý vị, thông thường mình ít khi nào mình nhận định được cái gì nó vốn là cái vách ngăn, là cái trở ngại lớn nhất giữa con người và con người với nhau. Cho nên nó làm cho cái cuộc sống của mình nó không có mấy thiện cảm. Mình gặp nhau mình ít có khi nào khởi tâm coi như là giúp đỡ, bố thí hoặc nói những lời nho nhã lịch sự, vân vân. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thì ở đây thưa quý vị, hồi đó sư có đọc một cái tài liệu, sư không nhớ rõ nữa, nhưng mà nó có một cái ấn tượng đối với sư. Đó, trong đó sư đọc, sư để ý đến một điểm như thế này, nói một điểm rất là hay. Là đúng rồi, sư nhớ là hình như sư có đọc trong một cái tài liệu nói về đạo công giáo. Quý vị đừng lấy làm lạ, bởi vì hồi đó sư cũng muốn xem xét, bởi vì những người Phật tử sau này ở trên cái chỗ sư ở có một số là những anh thanh niên và một số gia đình là ở trong đạo công giáo mà vô tới chùa. Cho nên sư muốn tìm hiểu cái tâm tư cũng như cái tín ngưỡng của họ để mình có thể dễ dàng mình giúp đỡ và mình sinh hoạt cho nó dễ dàng đối với một người mà có một cái vách ngăn về tôn giáo. Thì sư đọc ở trong cái tài liệu đó đề cập rằng cái nguyên nhân chủ yếu nhất của con người, nguyên nhân chủ yếu nhất của con người mà dẫn cái việc ẩu đả, xâm chiếm, chiến tranh với nhau, cũng như không có thiện cảm với nhau, đó chính là sự khác biệt tín ngưỡng về tôn giáo. Cái nguyên nhân chủ yếu và mạnh nhất. Dĩ nhiên ngoài cái việc đó nó còn có một số những cái, nhưng mà những cái khác thật ra cái nền móng sâu xa của nó không phải là cái chủ yếu. Chẳng hạn như là cái sự tham lam của mỗi con người nó cũng là vách ngăn chứ không phải là không. Cái sự ích kỷ vân vân. Nhưng mà một trong số vậy như là chủ nhất á, dẫn nên những cái sự chiến tranh ở trong thế giới này mang cái diện rộng á, đó chính là sự phân biệt về tín ngưỡng, về ngôn giáo. Thì khi đọc được cái điều đó sư rất là
hoan hỷ. Bởi vì xét ra thưa quý vị, thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Quả thực là như vậy. Kể cả tất cả những cái sự, chúng ta nên để ý như thế này. Khi mà những vị lãnh đạo á, ở một số những cái vùng đất nào đó, mà khi mà họ có đồng về cái tín ngưỡng về tôn giáo á, nhau á, thì họ cũng dễ dàng có cái sự hòa bình với nhau và dễ dàng đến với nhau hơn. Và xét ra ở trên phương diện thế tục á, thì chúng ta nói là sự phân biệt về cuộc sống, về quyền lực vân vân. Nhưng mà so với luân hồi á là một cái mặt bằng chung cho tất cả chúng sanh, thì một trong số những cái vách ngăn lớn nhất là cái lòng tin, cái lòng tin về một điều gì đó, về tín ngưỡng nào đó đối với tâm linh của mỗi chúng sanh. Cái đó nó mới là cái chủ yếu nhất thưa quý vị. Thật sự là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Ngài Rohana, Ngài đã làm một công việc rất là khó khăn, có nghĩa là tiếp độ cái gia đình được gọi là khác, có một cái tín ngưỡng chưa hề biết gì đến Phật giáo. Và điều này quả thật phải đòi hỏi phải có cái sự kham nhẫn, kham nhẫn và chịu khó. Bằng chứng là Ngài đi bát khất thực ở đó 7 năm trời, chỉ nhận được những cái thứ gì đâu không, những lời sỉ vả, mắng nhiếc, mạ lị. Hồi đó sư có một sư đệ á, giờ ổng hoàn tục rồi, nhưng mà hồi xưa lúc mà sống á, thì ổng đi khất thực á, ổng cũng bị, nhưng mà đa số á, những cái người mà mắng nhiếc mạ lị, hoặc là có khi có bữa nghe kể là cũng về cũng bị tạt nước nữa kìa. Người ta lấy nước người ta tạt, giống như là kiểu vô tình mà hất nước ra ngoài đường, nhưng mà cái kiểu vô tình mà có dụng ý. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy cái sự khác biệt. Cho nên chính vì vậy mà đối với vậy thì bây giờ đặt câu hỏi trở lại, đối với Phật giáo, đối với Phật giáo Nguyên Thủy, những gì mà chúng ta học về giáo lý của Phật Pháp á, vốn có dạy chúng ta, vốn có hề dạy chúng ta cái sự phân biệt và kỳ thị về tôn giáo hay không? Thưa quý vị, nếu mà mình hiểu thì mình sẽ nhận thức được rằng không hề dạy điều đó đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì hồi xưa khi mà Đức Thế Tôn Ngài còn tại thế, Ngài cũng đã từng có cái sự quan hệ xã giao đối với các vị, đừng nói những người gia chủ, kể cả những người giáo chủ của các tôn giáo khác, Ngài cũng vẫn có cái sự xã giao, chào đón, hỏi thăm rất là bình thường, rất là tế nhị. Và từ đó, bởi vì tại sao? Bởi vì thực ra xét cái thì nó chỉ có cái cách đối xử của con người với con người theo thiện pháp, theo chiều hướng của thiện pháp và theo chiều hướng của bất thiện pháp mà thôi. Nếu mà nói rõ ràng ra có hai cái điều đó thôi. Cho nên cái việc mà mình có cái tâm tư mà kỳ thị, tách biệt do tín ngưỡng, do tôn giáo, thì lúc bây giờ là chúng ta cũng có vấn đề, cũng có vấn đề. Mặc dù ở một vài những phương diện về pháp và về luật, một vài những phương diện về pháp và luật, nhất là luật đối với luật tỳ khưu á, thưa quý vị, có một số những cái điều học mà Đức Phật Ngài dạy
trong cuộc sống khi mà chư tăng hành sự phải nên tách biệt ở một số những hạng người nào đó, không có nên hành tăng sự có sự hiện diện của những vị ấy. Cái này phải có là vì nguyên nhân coi như là sự kỳ thị, thưa quý vị. Cái này không phải vì nguyên nhân đó. Và một vài những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật Ngài cũng yêu cầu cũng quy định cho các vị tỳ khưu, nếu như mà cho xuất gia đối với những vị mà trước đây đã từng tu với lại ngoại đạo á, thì phải có một cái thời gian thử thách. Trong danh từ chuyên môn được gọi là pariwasa, tức là biệt trú. Biệt trú tức là một cái khoảng thời gian sống phải có sự kiểm soát, sự để ý và sống tách biệt, để xem cái tư tưởng của vị ấy có từ bỏ những cái suy nghĩ coi như là sai lầm, cái suy nghĩ sai lầm, và sẵn sàng nhu nhuyến chịu học tập, chịu học tập. Những điều đó thưa quý vị, nó không phải là cái sự kỳ thị, không phải sự kỳ thị, mà chẳng qua là chúng ta làm sao để mà cho nó có cái sự tốt đẹp hơn, để mà có thể giúp đỡ được người. Vì vậy mà trong vấn đề giao tiếp á, đối với những tôn giáo bản, thưa quý vị, thật ra chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, cũng chả sao cả, cũng vẫn có cái sự xã giao tốt đẹp. Bởi vì bằng chứng là mình cũng nên hiểu rằng cái quan trọng là mình sống với nhau trong cuộc đời này y cứ trên thiện pháp, thiện cảm với nhau, chứ không có phải là vấn đề chấp thủ về tín ngưỡng. Rồi, đó là một chuyện thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, rồi, ở trong đoạn đề cập đến sự tái sanh của vị thiên tử Ma Sê Ná, chúng ta thấy rằng nó có ba cái sự việc, có ba cái sự việc mà khác lạ khi mà vị ấy tái sanh. Thì việc này chúng ta nên hiểu như thế này. Thực ra ở trong cái sự vận hành của các pháp ở trong thế gian, nhất là pháp hữu vi, thưa quý vị, nó chỉ có vốn có hai cái nguồn, vốn có hai cái nguồn gốc chính, đó chính là danh pháp hữu vi, tức là tâm á, pháp hữu vi tâm sở, danh pháp hữu vi và sắc pháp thôi. Chỉ có hai cái sự vận hành của hai cái pháp này. Cho nên chính vì vậy mà có một số những trường hợp mà các pháp nó tương tác với nhau. Nó tương tác với nhau. Chẳng hạn như những cái hiện tượng lạ khi có một vị tái sanh vào trong một gia đình đó chẳng hạn, hoặc là sự xuất hiện của một người nào đó ở trong cõi đời này. Đó. Bởi vì cái cuộc sống của mình đó, thưa quý vị, mình tác động, danh pháp tác động lên sắc pháp, và ngược lại, sắc pháp nó vốn nó cũng có cái sự tác động ngược lại đối với danh pháp. Nếu mà theo trong duyên hệ, chúng ta thấy gọi là hổ tương, hổ tương duyên. Và điều này, thưa quý vị, cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng có những cái thời điểm, những cái sự vật thiên nhiên ở trong thế gian này á, nó vận hành theo một cái quy trình rất là ổn định, nhất là về mùa màng, nhất là về mùa màng thời tiết. Bởi vì trong cái thời điểm đó, tâm tính của chúng sanh á, nó thuần thiện nhiều hơn, nó thuần thiện nhiều hơn nha, thưa quý vị. Còn trong những cái thời kỳ mà lúc bây giờ mà chúng sanh á, mà sống mà ác bất thiện pháp nhiều quá, nhiều cái nguồn năng lượng của ác pháp quá, nó khởi lên quá, thì lúc đó những cái sự vật xung quanh của mình á, nó cũng bị ảnh hưởng. Bằng chứng là mùa màng lúc bây giờ nó đi sái tùm lum la đó,
và một vài những hiện tượng như là động đất nè, rồi lũ lụt nè, hả, vân vân, tất cả những cái điều đó là do cái nguồn năng lượng của danh pháp hữu vi thuộc về ác bất thiện pháp, lúc nhiều quá thì nó tác động. Đây là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ hai chúng ta cũng hiểu. Quý vị thử đi vào trong những cái nơi mà người ta bán quán nhậu á, ăn uống bê tha. Quý vị sẽ cảm giác những cái sự vật ở mình nhắm mắt mình cảm nhận, thì quý vị sẽ thấy rằng cái không khí đó nó khác với không khí ở những chỗ khác. Và những cái sự vật ở đó nó rất là, nó sao sao á, nó nặng nề mà nó u ám. Bởi vì cái chỗ đó, thưa quý vị, là cái chỗ khởi sanh của toàn là tâm bất thiện, đúng không ạ? Tâm bất thiện vô trong đó là cứ toàn là coi như là phóng dật bất thiện, rồi ăn nhậu trong đó mà. Cho nên cái sự vật ở đó nó cũng sao sao á. Sao? Vì vậy mà người ta thường hay đi đến những cái nơi mà những người tu hành đó, người ta sống đó, thì quang cảnh nơi đó nó nhẹ nhàng, ít có những cái trạng thái của tâm bất thiện nó tác động đến sự vật xung quanh. Vì thế mà có những vị đại phước khi mà người ta xuất hiện ở trong cõi đời này, nó có một vài những cái biểu hiện của sự vật, đó là nguyên nhân như vậy, đó là nguyên nhân như thế. Rồi ở đây có thêm một vấn đề nữa là trong kinh Veda, thưa quý vị, là một là được xem như là giáo lý của Bà La Môn giáo, thì trong đó còn đề cập đến cái vết tích về tướng hảo của đại nhân, về 32 tướng của đại nhân. Thì điều này là do bởi xuất phát từ cái nguyên nhân như thế này. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn đề cập đến là các vị Phạm Thiên á, thưa quý vị. Các vị Phạm Thiên á, cái nguyên nhân là tại sao lại cho trong kinh Veda lại có đề cập đến 32 đại nhân tướng. Là vì các vị Phạm Thiên là những bậc coi như là A-la-hàm, những bậc A-la-hàm hoặc là những bậc A-la-hán đang cư ngụ ở cõi trời sắc giới. Thì đối với bà giáo từ trước tới giờ thì luôn luôn tôn bậc đấng Phạm Thiên. Cho nên có một số những cái trường hợp các vị chứng đắc được các pháp thần thông, có thể giao tiếp được với các vị hoặc Phạm Thiên, giao tiếp được. Và vì thế từ cái nguồn gốc đó, mà cái chi tiết về 32 đại nhân tướng được biết đến, và lưu truyền ở trong kinh Veda.
Cho nên về sau á, khi mà nghe nói đến ở đâu mà có xuất hiện là một vị Phật, thì lúc bây giờ những vị giáo chủ, những vị chủ chốt, những bậc trưởng lão hay dạy những người đệ tử ở trong Bà La Môn giáo đi đến đó xem coi phải là ông đó có đầy đủ 32 tướng ảo đó hay không. Nếu như mà thật sự vị có đầy đủ thì người đó quả thật là một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Đây cũng là một cái điểm rất là hay. Tức là ngay chính ở trong một số những cái nguồn gốc về tài liệu của ngoại giáo vẫn có đề cập đến vết tích, vết tích về tướng hảo của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. 32 đại nhân tướng này, thưa quý vị, chỉ có hiển lộ ở hai trường hợp. Nếu như mà người nào mà có 32 đại nhân tướng thì theo đời được xem như là người đó làm chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương tức là vua nhưng mà cai trị cả bốn cõi, bốn châu thiên hạ. Vì đó có đầy đủ phước báu, có đầy đủ bảy báu, tức là làm vua nhưng mà đặc biệt hơn những vị vua khác bình thường. Vua mà giống như vua có thần thông vậy đó, thưa quý vị. Vua mà có thần thông và cai trị quốc độ chỉ bằng năng lực của thiện pháp, không cần động đến binh đao, không cần đụng đến binh đao. Cái uy lực của vị này là như vậy. Cho nên người nào mà có 32 đại nhân tướng, nếu như mà ở đời được xem như là thù thắng nhất trong hàng tại gia cư sĩ, đó là bậc chuyển luân vương. Còn nếu là xuất gia, thì là vị thù thắng nhất trong cái sự chứng đắc, đó là sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên chỉ có hai cái hạng người có được cái tướng hảo như vậy, Rồi, đây là chuyện thứ hai chúng ta cũng cần biết. Vấn đề cuối cùng mà mình học được ở trong phần duyên sự này, đó chính là chúng ta thấy rằng khi cậu bé Nagasena nhìn thấy ngài Rohana thì lúc đó cậu bé có cái sự thắc mắc khi nhìn thấy hình, chẳng hạn như về y phục, vải y phục ngài mặc, và tại sao ngài lại không để tóc. Thế rồi ngài Rohana đã nêu lên cái tại sao. Trong phần này chúng ta cũng lưu tâm về cương vị của cậu bé. Những đứa trẻ mà hay có cái tính tò mò đặt câu hỏi, thưa quý vị, thì những đứa trẻ đó thông thường là những đứa trẻ có cái sự thông minh, có cái óc tò mò, thông minh. Còn những đứa bé mà nó chỉ có thích ham ăn ham ngủ mà nó chả có hỏi han gì lúc nào nó không có cái tinh cần, cái tâm tư mà đi tìm hiểu để mà được hiểu biết, thì những đứa bé đó nó không có cái khuynh hướng, của trí tuệ. Và ở đây ngài Rohana ngài đã trả lời về cái mặt trái, của đời sống thế tục, thông qua việc trả lời về lý do tại sao ngài lại mặc vải như vậy, là bậc xuất gia là mặc vải như vậy và không có để tóc. Thông thường đó, thưa quý vị, cái lợi lạc của việc từ bỏ một cái gì đó nó khó được nhìn ra khi mà nội tâm của mình có tham và si ám, rất khó nhìn ra. Cho nên vì vậy mà phần lớn á, lúc nào mình cũng tưởng mình cũng chỉ nhìn vào cái lợi lạc của năm dục, khi mà được mặc đẹp,
được trang điểm, được để tóc như thế này như thế kia thì nó sẽ được nhiều người ngắm nhìn, khen tặng vân vân. Bên cạnh đó mình lại không chịu để ý đến cái mặt trái, tức là từ cái việc châu chuốt về ăn mặc thì mình phải bị những cái nguy hiểm gì đằng sau cái đó, cái này mình không có nhìn thấy. Cái này ít khi nào mà mình nhìn thấy châu chuốt về thì bản thân như là kiểu nào kia đó. Thì mình lại không có nhìn thấy, mình không nhìn thấy cái nguy hiểm từ việc có đó, từ cái việc có đó. Vì vậy mà giữa hai cái lĩnh vực của xuất gia và tại gia đó, thưa quý vị, nó chẳng qua nó chỉ là một cái nhìn ngược về nhau thôi, cái nhìn ngược về nhau thôi. Nếu như đối với nội tâm mà còn thích thú ở trong đời đó, còn dính mắc trong đời, còn hướng đến năm dục á, thì chỉ nhìn thấy cái lợi của năm dục mà không nhìn thấy cái hại của năm dục. Còn đối với những nội tâm mà có cái ý tưởng mà muốn được giải thoát khỏi năm dục thì người ta sẽ nhìn năm dục theo cái hướng theo cái mặt coi như là tai hại, cái mặt bất lợi đằng sau việc có nó. Và chính hai cái nhìn này nó tạo nên cái vật thực để mà nuôi dưỡng cho mình sống ở trong cái tình cảnh đó. Vì vậy mà mới nói rằng là nếu như mà thường á, mình sống trong đời đó quý vị, thật ra để làm gì? Tất cả những gì mình nỗ lực cũng chỉ để ăn ngon mặc đẹp, địa vị vân vân, được những lời khen tặng. Mục đích của sự thỏa thích trong năm dục nó là cái mục đích sống của chính bản thân mình. Chúng ta phải thừa nhận là điều đó. Còn cái mà nuôi dưỡng cái đời sống xuất gia nó là cái gì? Nếu như mà mình không có hiểu được cái vật thực để mà nuôi dưỡng thì khó có thể mà giữ chân được trong đời sống xuất gia. Đó chính là luôn luôn nhìn ra được thấy cái mặt trái của năm dục thì mới có thể coi như là làm cho chính mình thỏa thích và tiếp tục duy trì được cái đời sống xuất gia. Chứ còn nếu như mà mình sống xuất gia mà mình không có nhìn ra theo được cái hướng đó thì nội tâm của mình không có được nuôi dưỡng, không có được nuôi dưỡng cái đời sống xuất gia. Nó luôn luôn nó nghĩ đến cái chuyện mà bất mãn nè, rồi đã thấy được mặt trái thì nó sẽ luôn luôn nhắm đến cái lạc của năm dục, cái vị ngọt. Mà nhìn đến cái ngọt của năm dục á, mà trong cái hoàn cảnh mà đời sống cái thân mình là xuất gia thì luôn luôn nó sẽ tạo nên cái sự bất mãn nè, tủi thân nè, buồn phiền. Chỉ nói ví dụ là mình không có thấy được cái lợi lạc của cái việc sống đơn độc á. Không thấy ra được cái lợi lạc, lợi ích của việc sống đơn độc, đơn thân một mình á, không có sự ràng buộc á, thì lúc bấy giờ mình sẽ nhìn ra, mình sẽ nhìn ra ngoài, thấy là ồ, người ta coi như là ai cũng có đôi có cặp hết, ai cũng có, lúc nào cũng có người đút cho ăn hết, rồi có người buồn, có người coi như là khuyên nhủ, còn cái này mình buồn không ai khuyên hết chẳng hạn, vân vân. Hoặc là tới ngày lễ lọc rồi coi kìa, người ta đi chơi rất là vui, có gia đình, vợ con đồ cười khúc khích chẳng hạn, vân vân. Không nhìn ra hướng lợi lạc của đời sống xuất gia thì sẽ bị cái tình trạng đó. Cho nên chính vì thế mà
ở trong cương vị nào nó vốn nó vẫn có cái vật thực, nó vẫn nó phải có cái vật thực để mà nuôi dưỡng, thưa quý vị. Nếu như mà mình không thấy được cái thức ăn để mà nuôi cái đời, cái cuộc sống của mình á, là mình sẽ chết, mình sẽ chết. Kể cả trong những cái phương diện khác ở ngoài cũng vậy. Trong bất kỳ phương diện khác cũng vậy, chỉ khi nào mình nhận thức được cái vật thực nuôi dưỡng, tại sao mình lại tồn tại ở trong trường hợp này được, cái gì có thể nuôi dưỡng mình. À, cho nên ở đây ngài Rohana, ngài đã trả lời, ngài đã trả lời cái lý do tại sao mà cái vật xuất gia ngài phải có cái hình tướng nó khác biệt với kẻ thế như vậy. Sư có một vài những lần, sư có một vài những lần sư chứng kiến cái hoàn cảnh của người cư sĩ ở thân cận á. Thưa quý vị, cái lúc mà gia đình đang có cái sự an lạc về phước báu, tức là kinh tế thu nhập ổn định chẳng hạn, rồi vợ chồng hòa thuận với nhau, con cái học giỏi nghe lời, thì lúc đó cái anh cư sĩ đó anh rất là vui, anh rất là vui. Cái anh cư sĩ đó rất là vui, nhưng mà cuộc sống mà nó phải luôn luôn có cái sự thay đổi, đâu phải lúc nào nó cũng êm đẹp như vậy. Thì đến một ngày kia, vị ấy gặp phải một cái sự vô thường của pháp hữu vi xảy ra. Thì lúc đó thưa quý vị, trời ơi, tâm tư là héo úa, tâm tư rất là héo úa, suy nghĩ lung tung, và có thể nói rằng giống như là mất bình tĩnh. Thì lúc sư nhìn ra được, trong trường hợp đó có một lần sư có nói đùa với vị ấy, nhưng mà cũng là một cái lời nhắc. Sư nói rằng là lúc mà vui vẻ thì đi đâu chơi, chở vợ chở con đi chơi. Nói là lúc vui vẻ thì chở vợ chở con đi chơi, hoặc là gặp bạn bè đồ chúc mừng kia đồ uống rồi rất là vui, ai cũng cười ha hả hả, ai cũng cười. Vậy thì sao bây giờ không cười nổi nữa hả? Tại sao lại bây giờ lại không cười nổi nữa, mà bây giờ thấy coi bộ tàn tạ dung nhan mà tâm tư héo úa quá vậy? Thì sư có nói với vị ấy như vậy, thì vị ấy trả lời là sư không có còn thôi, sư còn ghẹo con nữa. Đó, sư mới nói rằng là thật ra vốn nó là như vậy mà, vốn nó là như vậy mà, bởi vì thông thường mình đời mình lúc nào mình cũng hưởng cái vị ngọt á, mình chỉ thấy được cái đó thôi, mình không thấy được cái mặt trái đằng sau của cái sự thay đổi của pháp hữu vi. Cho nên
Nếu như mà mình hiểu được thì mình phải dũng cảm chấp nhận. Dũng cảm chấp nhận. Nếu mình ăn được thì mình phải chịu được chứ. Mình ăn được mình phải chịu được. Đó. Vì vậy mà đối với đời sống xuất gia đó, thưa quý vị, mình chấp nhận, mình từ bỏ một số những thứ, nhưng mà ngược lại mình được những cái khác. Được cái gì ở đây? Được chính những cái câu trả lời của ngài Rohana, ngài trả lời cho vị cậu bé này. Tức là sự, bị cái sự được, được cái sự không vướng bận, cái sự không vướng bận. Chẳng hạn như bây giờ có tóc thì phải lo đến coi như là tóc mượt hay là tóc sơ hay là tóc rối. Còn mấy sư thì mấy sư đâu có lo đến cái chuyện đó đâu. Mấy sư đâu có lo đến chuyện đó đâu. Hoặc là có vải, mặt này mặt kia thì mình phải lo đến là vải thô, vải xấu, vải này mềm, vải này mịn, rồi cái bộ này nó không có vừa với thân mình, rồi đi nó khó coi vân vân. Còn đối với chư tăng thì các vị xuất gia thì không bận tâm đến chuyện đó, không có bị bận tâm đến chuyện đó. Vậy ở đây chúng ta cũng hiểu ra được một chuyện. Cái mà mình nhận thức được ở trong cái bản cuộc sống của mình, thật ra nó là cái cách nhìn của mình về cuộc đời. Nếu như mà mình sống ở đời sống thế gian thì có cái cách nhìn theo cái hướng của tâm tư thế gian. Và chính cái nhìn đó, cái sự nhận thức đó, nó là cái nguyên nhân, nó là cái mục đích để mình duy trì cái đời sống của mình. Và kể cả đối với hàng xuất gia cũng vậy, những vị xuất gia cũng vậy. Một khi mà họ nhìn ra được cái nguyên nhân, cái mục đích, và hiểu được cái sự lợi lạc tốt đẹp của cái tướng mạo xuất gia cũng như đời sống của một vị sa môn, thì lúc đó nó sẽ là cái nguồn dinh dưỡng để mà nuôi dưỡng cái cuộc sống của vị ấy. Rồi, đó là bốn cái điểm mà chúng ta vừa mới được thảo luận nghe ở trong cái phần bài học duyên sự ngày hôm nay. Hôm nay mình học tới đây thôi quý vị. Mỗi ngày mình học chút chút. Rồi bây giờ thì thời gian còn lại sư gửi mic lại cho quý vị. Chúng ta hôm nay học tới đây thôi. Tức là mình đã học đến đoạn số 19 rồi phải không? Rồi bây giờ sư gửi mic lại cho quý vị. Quý vị có những cái gì chưa có được rõ ràng ở trong cái phần bài học hôm nay, quý vị có thể nêu lên. Thời gian còn lại chúng ta sẽ sinh hoạt nốt. Rồi sư xin gửi mic lại. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Hy Niệm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính lễ cô tu nữ Khê Ma và kính chào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Hy Niệm đã từ bi hoan hỷ
giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Meeting vấn đáp ạ. Không biết tổ chức nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Cảm ơn Xích Thiên Lạc. Cảm ơn Châu Nguyễn và cảm ơn chị Diệu Đạt. Sau đây Nguyên Trang kính mời quý cô chú đạo hữu có những thắc mắc gì về bài giảng của sư ngày hôm nay thì có thể giơ tay lên và cầm mic hỏi trực tiếp với sư để sư có thể giảng dạy thêm để mình có thể hiểu rõ hơn ạ. Dạ, Nguyên Trang kính mời. Không biết chị Diệu Đạt có câu hỏi gì không chị? Kính mời chị. Dạ Sa Thú, dạ em kính gửi mic lại cho chị nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, dạ kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông, Sa Di Ni Khe Ma và toàn thể tạo tràng. Dạ bài giảng của sư hôm nay rất là hay, dạ và nó rất là hữu ích cho cái sự hiểu biết của những Phật tử tại gia để biết được cái sự quý báu trong việc mình tu tập cũng như là trong cái đời sống. Dạ con thấy rất hết sức là quý giá và một sự nhắc nhở tế nhị, và con nghĩ là mình nên nhắc nhở những việc này, những điều này thường xuyên để mình nhận ra những vấn đề cần thiết, vật thực, những vật thực chính đáng, chân chính mà nó nuôi cuộc sống của mình, nó nuôi con người của mình cũng như là cuộc sống của mình. Thì như vậy thì mình không có phải bị phóng dật và chạy theo cảnh và trần, dạ. Cũng như là mình tri túc, thiểu túc, tri túc và hiểu được cái giá trị của một người tu sĩ, dạ, tại gia. Thì con thấy rất là hay, thì sư nói rất là đúng là mình chạy theo những cái mà mình không không đáng để, bây giờ mình nghĩ lại thì thực sự đó là những cái mình không đáng để mình chạy theo. Chẳng hạn như là mình chạy chuốc được lời khen, mình làm những cái việc này, những cái việc bề ngoài để được cái danh và sắc, nhưng mà mình quên mất cái điều quan trọng của mình, nên là mình phải nuôi cái thân tâm của mình, cái tâm của mình, con người chính của mình ở phía trong. Thì cái này một sự nhắc nhở, rất là quý giá, và con hy vọng là đây là một sự nhắc nhở thường xuyên để cho chúng con trở lại với chính mình, thay vì phải đi sống theo cái luật ở ngoài trần, cũng như là mà quên mất là cái tâm chính của mình, cái chân tâm của mình. Dạ. Dạ sư con thanh xếp xin xuống mic. Dạ xin một lần nữa kính cảm ơn sư. Và con xin nhường mic lại cho đạo tràng kế tiếp. Dạ. Theo như sư nghĩ Sa Thú lành thay, những cái lời biểu cảm của cô Diệu Đạt
Sư nghĩ rằng trong lớp học quý vị cũng không có thắc mắc gì về cái bài học ngày hôm nay. Tuy nhiên có một đôi lời trước khi kết thúc cái buổi học. Có thể nói rằng cái đời sống xuất gia đó quý vị, cái đời sống xuất gia hoặc là đời nói riêng hoặc là đời sống tu hành, cái trạng thái tâm lý mà tu hành nói chung đó, hướng đến cái sự viễn ly thế tục nói chung, là bao gồm luôn cả những người cư sĩ mà có cái tâm tư tu hành. Cái thái độ sống đó là người ta sống lo xa, lo xa. Thái độ đó là cái thái độ sống của một người một cái trạng thái tâm trưởng thành, lo xa và biết hiểu được cái hoàn cảnh và chấp nhận sẵn sàng chấp nhận những cái mặt trái của cuộc đời. Nếu mình hiểu như vậy thì mình sẽ có được cái thái độ giữ tâm mình được thăng bằng. Vui thì đón nhận, nhưng mà lúc mà mình phải gặp những cái việc thay đổi thì chúng ta cũng cũng không có bị suy sụp, không bị suy sụp, bởi vì mình vốn đã hiểu rồi. Có một vài những trường hợp sư thấy, sư có một một số những người cư sĩ mà tuổi lớn, thì biết không, sư nhìn những có một vài trường hợp là những bà mẹ của những vị sư, thì khi sư thân cận á thì sư mới nhận ra được một cái vấn đề như sau. Tất cả những cái người mẹ mà vốn có con mà đi tu á, càng về sau cái tuổi già, lúc trước trong cái khoảng tuổi thanh xuân có thể là chưa có phát khởi cái lòng thương nhiều. Bởi vì lúc đó tâm còn lo bận rộn với thế tục, mình còn thanh xuân à, cho nên bị chi phối bởi cuộc sống thế gian. Vì vậy chưa có cái lòng thương và nghĩ tưởng nhiều đến những người con mà nhớ đang xuất gia. Nhưng mà càng về cái tuổi xế chiều á, thưa quý vị, càng về cái tuổi xế chiều á, thì sư mới phát hiện ra rằng hình như cái tâm tư của những bà mẹ như vậy, và kể cả những người cha, lúc bấy giờ nó không dồn vào trong những người con. Chẳng hạn như vị đó có mấy người con đi, chỉ có một vừa người xuất gia, còn mấy người kia là tại gia, có vợ chồng, có cuộc sống vân vân. Thì về sau cái tuổi xế chiều á, cái tâm tư của những bậc cha làm cha làm mẹ nó lại nghiêng hết về những vị xuất gia, những người con xuất gia. Điều này nó cũng là một cái mà mình dễ dàng nhìn ra. Và sư cũng đã từng suy nghĩ là, hồi đó sư cũng từng suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Tại sao trong hai cái thời điểm lại có cái sự việc như vậy? Thì theo như sư á, và những gì mình đã được học tập từ Pháp, sư mới hiểu ra được một chuyện. Cái này sư không có gặp, sư không có nói, sư không có gặp, bởi vì nhiều khi nói người ta tâm người ta mắc cỡ đó, mắc cỡ. Kể cả những người thân của mình, trong gia đình cũng vậy, của sư cũng vậy. Cho nên sư chỉ hiểu thôi, thì sư mới hiểu ra được chuyện. Sư biết tại sao không? Bởi vì lúc mà còn thanh xuân á, lúc đó mình còn theo đuổi những cái thú vui của năm dục, nó chưa bị phản tác dụng. Nó chưa bị cái chưa bị đòn đánh, đòn đánh từ trái của năm dục, cho nên lúc đó mình vẫn còn mê, mình ham đó. Nhưng mà tới lúc già xế chiều, đó là một cái tình trạng sống mà nó hiển lộ rõ nhất cái mặt trái của năm dục. Lúc bây giờ nhan sắc mình không còn nữa, sức khỏe mình cũng không còn nữa, rồi con cái mình đó, đứa có vợ có chồng á, thì lúc lên thì nó lo cho cuộc sống gia đình,
nó cũng ít có thời gian để mà nó gần gũi mình hơn. À, cho nên những cái người mà đó lúc bây giờ họ suy nghĩ đến những người con mà sống đơn độc, sống đơn độc, họ nghĩ tưởng họ thương hả? Có chuyện này nha, có chuyện này đó. Bởi vì lúc bây giờ quý vị thấy không, nó giống như là nó hai người có cái tâm tư là nhìn ra được cái mặt trái, mặt trái. Đối với người xuất gia thì phải nhìn ra được rồi, nếu như không nhìn thì không có gìn giữ được lâu. Còn những bậc làm cha làm mẹ cuối cuộc đời lúc bây giờ họ thấy được cái điều đó rõ hơn, hiển lộ rõ hơn, nó quả thật đúng là như vậy, thì trước sau gì mình cũng phải chịu những cái này thôi. Cho nên nó có cái điểm tương đồng, từ đó mà cái lòng thương tưởng hướng về nhau nó dễ hơn, dễ hơn, nhiều hơn. Có chuyện này nữa nè. À, rồi đây thôi, được rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Phần còn lại sư gửi mic lại cho quý vị. Ở bên đây chư tăng cũng đến giờ dùng cơm rồi. Sư chào tạm biệt quý vị. Dạ, mô Phật, kính thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông phúc chúc cho đạo tràng. Tại nãy giờ sư bận quá, sư có công việc ở ngoài mới vô. Thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông thời gian đến đây là vừa phải lễ rồi. Rồi, cũng không thấy tỳ kheo Nguyên Thông. Sư xin thay mặt chư Tôn Đức phúc chúc. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối mai giờ 8:30. Giờ Hoa Thịnh Đốn. Và xin kính chào tạm biệt.